Kênh Lê Nguyễn kính chào quý bà con và các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay tiếp tục đó là nhà vườn Nguyễn Văn Giang có một số hoa giấy đẹp để cùng giao lưu với bà con nha, như cẩm thạch cầu vồng bà con đang xem ha, rồi cajata là cái cẩm thạch phớt hồng lá nhuyễn đó bà con, rồi ghép ngũ sắc với lại là ghép bảy màu đó, như đây ngũ sắc mà có thêm tím bướm rất là đẹp luôn nha bà con. Rồi mình mời bà con và các bạn cùng gặp anh Văn Giang để đo thông số và báo giá luôn nha. Rồi chào anh Giang. Rồi chào anh Liêm và chào bà con ha. Nè có một số hoa giấy giao lưu của nhà mình ha. Đầu tiên là cây ngũ sắc cả nhà. Ngũ sắc nhiều màu nhưng mà nó hơn ngũ sắc. Ngũ sắc con. Là hơn này, hơn ngũ sắc nha, cả 6-7 màu có. Cao nó 1m1 cả nhà mình đó. Ngang nó dưới thằng 90. Ngoài cao. 5 màu thái ra nó còn ghép vô tím tuyết. 51 ngang 90. Tím mình bước. Có 12 ha. Ở một rễ luôn ha. Một rễ bà con ơi. Mã số 1. Rất là nhiều màu. Cây mã số 1 vậy giao lưu của nhà mình là 370k cả nhà. 370. 370 cây ngũ sắc vậy ha. Phơm tàn nó xè một phơm xè phun phần. Sải tay luôn rồi bà con. À, mã số 1 ngũ sắc ngay nha. Rồi tới cây còn gọn. Mã số 2. Cẩm thạch phớt hồng sakura lá nhuyễn. Cajata gì nè. Cajata. Cao này 70. Ngang đeo đây 40. Mình có là 14 ạ. Mã số 2 cả nhà. Mã số 2 cây cẩm thạch Cajata vậy là 300k cả nhà. 300k. 300k mã số 2 cẩm thạch vậy luôn ạ. Này nó hai tên rồi. Một số người gọi là cẩm thạch phước hồng sakura lá nhuyễn, gọi tiếng Anh tiếng Tàu vậy đó là Cajata. Dạ. Cẩm thạch trắng. Cẩm thạch trắng hay cái nhà. Trắng ba, lá đỏ mà vàng vàng chứ nó ra bông màu trắng nha bà con. Cao nó 95 ạ. Ngang nó 57. Mình có là 15 cả nhà mình đó. Để trắng sạch đẹp luôn. Để trắng sạch hai ghế lẳng lẳng nhau ha. Mã số 3. Cái mã số 3 này là 360k cả nhà mình đó. Cẩm thạch trắng vậy ha. 360 cho mã số 3. Rồi, cẩm thạch trắng. Okay. Khi nó ra hoa nó sẽ được 3 màu con. Lá xanh, màu vàng là 2, bông màu trắng là 3. Tương đương với cây này nó tông màu là 3 màu. Đó, một cục luôn ha. Này theo. Đỏ lửa. Mã số 4 của nhà này. Đỏ lửa. Cao tầm 75. Ngang 60. Mới còn vô mấy nhánh ha. Mình cổ là 13 rưỡi nha cả nhà. Đã ha. Cây mã số 4 và đỏ lửa gì là xin giao lưu của nhà mình là 350k cả nhà. Cây đế đẹp trắng sạch lùng lực nha bà con. Lùng lực ạ. Dáng nó hơi lắc một chút. Mã số 4, 350 ạ, à, đỏ lửa cả nhà. Cái mã số 5. Lửa luôn. Đỏ lửa luôn. Cây này nó là giấy ta cả nhà, gốc ta ha. Gốc truyền thống xưa nè. Này sức sống rất là mạnh luôn. Cao nó 1m1 ạ. Ngang 85 ạ. Cổ đây là 15 cái nhà mình đây. Gốc cây tàm nó cũng quái quái ha. Đó. Cây rất là lực luôn, rất là khỏe. Mã số 5. Số 5. Đỏ lửa bà con ơi. Đỏ lửa. Cây vậy xin giao lưu cái nhà mình là 400k cái nhà mình đây. 400k. 400k đỏ lửa mã số 5 ha. Rồi. Gốc giấy ta cả nhà. Tới mã số 6. Cẩm thạch tím nữa nha. Cây đang con tàn, dáng thì bonsai lùng lực luôn. Mới con ha. Cao 76. Ngang 48. Mình có 15 cái nhà mình đây. Mã số 6 nha. Cẩm thạch tím gì em xin giao lưu cái nhà mình là 350k cái nhà.
350 ạ. 350. Mã số 6 cẩm thạch tím ạ. Mã số 7. Đục ngũ sắc này lớn nha. Cái ngũ sắc này lớn ngũ sắc. Cao. Cao quá xa, tính 1m2 rồi. Cao 1m2. Ngang nó 85. Cổ là 17 hơn nha cả nhà. Cổ vị trí nhỏ nhất là 17 hơn ha. Thì đế số sạch đẹp nha bà con. Đó, đế sạch mã số 7 cả nhà. Đặc biệt là ngũ sắc thì thật ra nó hơn ngũ sắc nha bà con. Ngoài cái ngũ sắc năm màu Thái ra thì còn ghép thêm có thể là tím bướm nè, rồi có thể ghép tím tuyết nữa. À, này đó, đỏ lửa hả? Đỏ lửa trắng lửa thì nè. Đúng rồi, đây nè. Chung tổng hợp trên cây này nhà vườn ghép rất nhiều bông để bà con mình có sưu tầm chơi luôn. Cây ngũ sắc mã số 7 như này xin cho luôn cái nhà mình là 600k. 600k. 600k nha. Mã số 7. Đâu, tới mã số 8 của nhà mình nè. Quá xa. Quá xa. Cẩm thạch nha cả nhà. Cẩm thạch hồng mà con ơi. Cao nó 1m2. Ngang 80. Ồ, một quả nó lắng lắng vậy ha. Cũ đế một cục luôn. Hoành cổ cũ là 23 cả nhà. Cổ đây ha, 24 chứ. Quá trời. Hoành cổ là 24. Cẩm thạch nha cả nhà. Cái tàn của nó hết sức luôn. Cẩm thạch trắng phớt hồng ha. Hết thế. Ba chi luôn ha. Mã số 8 cả nhà. Cây về xin giao lưu cái nhà mình là 550k cái nhà mình đó. 550k. Rồi, 550 nè bà con ơi. Mã số 8. Hết biết cái cục ghế. Bành cây luôn. Mã số 8 cả nhà. Rồi, tới mã số 9, ngũ sắc tiếp cái nhà mình nè. Đó. Ngũ sắc. Cao này tính 1m1. Ngang 80. Mình cổ là 18 nha cả nhà, 18 hơn luôn. Rồi. Anh quay nhẹ nhẹ lên gian nhà, tự nhiên sao quay cái thứ này thấy cái khâu này nó có cái nét gì rồi ngộ ngộ lạ lạ cho cái tay. Hai cái giò chế mẩy ha. Cái giò, ngoài hai cái giò chế mẩy ra nó còn có cái khác nữa nha này. Cây ngũ sắc cả nhà, cái này là 6-7 màu ha. Có mà, được có hoa tím tiết nữa nè bà con. Mở số 9 nha cả nhà. Bên này như đỏ lửa có nghĩa là mình hơn 5 màu rồi ha. Cây như vậy xin giao lưu cái nhà mình là 450k cả nhà. 450 ngũ sắc mã số 9 nha cả nhà. Rồi, ok. Đấy, tới cục còn gọn chơi kìa. Đây đâu cục gửi đã không đỏ khói tím khói. Tím khói cả nhà. Cao nó là 45. Ngang nó 35. Đế một nồi luôn ha. Còn cổ nó 11 rưỡi à, đế một cục luôn ha. Tím khói cả nhà. Mã số 10. Mã số 10 này cái cục gửi gì vậy là xin giao lưu cái nhầm là 250k cả nhà. 250. 250 luôn ạ. À. Okay. Cục gửi tím khói nha cả nhà. Này các bạn. Kim cương đỏ. Đỏ kim cương nha cả nhà. Ra hoa nó sẽ được nhiều màu. Cao nó 65 ạ. Ngang nó 55 ạ. Này nhánh gì nữa đó. Nó chưa có lên đục, nó chưa có lên. Đậu hoa không biết à. Lên. À 80 ở vành cổ 8 nha cả nhà. Đó. Lúc thì nó ra lá mà thường lúc thì nó lên cái màu như cẩm thạch vậy nè. Cái đỏ kim cương là 320k cái nhà mình đó. 320 đỏ kim cương cái nhà. Ok. Mã số 11 ha. Nó đột biến cái gì đó. Mã số 12 cái nhà mình đó. Hồng gân. Hồng gân cái nhà, một gửi lắc lắc luôn ha. Cao 88 ạ. Ngang nó 66 ạ.
Quanh cổ là 12 cái nhà mình đây. Một ghế lắc lắc vậy luôn ha. Mã số 12 cái hồng gân. Đó, cái vậy là 330k cả nhà. Mã số 12 330. Rồi, tới mã số 13. Cái tím bướm nha cả nhà. 13. Tím bướm nha bà con. Hoa non nè. Cao nó là 70. Ngang nó là 50. Mình cổ là 13 cả nhà. Đó, một ghế một cục đi luôn ha. Cục. Mã số 13. Mã số 13 cái tím bướm như là xin lưu cả nhà mình là 260k cả nhà mình đây. 260 mã số 13. Cây hôm tàn đặt này nha bà con, lùng lực. Tím bướm lùng lực vậy ha. Rồi. Tím lửa cả nhà mình đây. Cũng một thân một ghế luôn bà con. Mã số 14. Còn đã luôn. Tím lửa ha. Hết hồn. Cao tính quân bình 75. Ngang 70. Một gỡ mà có cái nhánh nhỏ nó quấn quấn vậy mới đẹp nè. Đó thấy không? Nó quấn vòng luôn ha. Ừ. Có gỡ phụ quấn. Mình cổ là 16 cả nhà. Tím lửa vậy ha. Tím lửa mã số 14 là em xin giao lưu cả nhà mình là 350k cả nhà. 350. Cho cây mã số 14 mà tím lửa ạ. Mã số 15 cả nhà nữa. Cẩm thạch phất hồng. Cẩm thạch phất hồng cả nhà. Cây này tàn xè hết hồn luôn bà con ơi. Cao tính trung bình là 1m05 thôi. Ngang tính 70. Mình có là 14 cái nhà mình đây. Đó, có hai ghế cái độ dưới đây được 3 ha, chép chép vậy ha. Cẩm thạch phất hồng. Cẩm thạch phất hồng cả nhà. Con vậy mình con lên cái nữa nó đặc hừ mà nó bự luôn. Đó, mấy cái nhà chốt kia em con lại ha. Là mã số 15 con thạch phất hồng xin Zalo cả nhà mình là 370k cả nhà mình đó. 370 mã số 15 này ha. Cẩm thạch phất hồng. Mã số 16 cả nhà mình đó. Hồng gân ha. Hồng gân. Hồng gân cũng rất đẹp luôn. Lai lai màu trắng màu hồng. Cao nó 85. Ngang nó 60. Mình cổ là 15 nha cả nhà. Đó, cẩm thạch hồng gân ha, mã số 16. Cái vậy xin lưu cái nhà mình là 320k cả nhà mình đó. 320. 320 cái hồng gân mã số 16 vậy. Cái cây mã số 17 cẩm thạch cọc vòng. Đó, màu đổi mà con ơi, lúc mới ra nó màu cam cam, xong già hoa nó chuyển thành màu hồng. Đó, lá cũng đẹp luôn. Cao bình nó tính 80, ngang gì 60, có là 11 nữa nha. Đó, cẩm thạch cầu vòng mã số 17 như lưu cái nhà mình vẫn là 320 luôn cả nhà mình đó. 320 mã số 17 ha. Cẩm thạch cầu vòng ạ. Mã số 18 cây vàng đặc hữu luôn. Kim cương đó cả nhà, cao nó 60, ngang 50. Mình cổ là 10 ạ. Cây mã số 18 cả nhà. Cây nhỏ nhắn nhưng mà nó 2 tầng nha bà con. Đó. Đây tầng, đây tầng mà con gì vô dây bẻ ha. Mã số 18 này em xin đổi kim cương này xin giao lưu cả nhà mình là 320k cả nhà. 320. 320, đổi kim cương mã số 18 ạ. Rồi, mã số 19. Tím bướm cả nhà mình ơi. Cái thân lắc. Trời, lắc đã ha.
cây này là 80, ngang 65. Mình có chữ trên này là 11 cả nhà. Mã số 19 ha. 19 tím 4 vậy là xin Zalo cả nhà mình là 270k cả nhà mình đây. 270 cho cái tím 4 mã số 19 vậy ạ. Rồi tới mã 20 ngũ sắc cả nhà, mã 20 ha. Sắc. Ngũ sắc cái này ngon nè, vì là có cái bông này. Cái khỏi sợi cũng bông này là 6-7 màu đó cả nhà. Cam tính là 1m1 rồi, cam 1m1, ngàn là 70, ngũ sắc là 6-7 màu cả nhà. Mình có là 14 ạ. Mình thấy có cái tím tím tuyết nè không, đây đó bông cây tím tuyết này, bên kia thì bên có tím cây... pháp này, tím tím bướm gì đây, tím pháp, này tím bướm pháp nè, trắng tuyết nha, đó, đây nè, chưa, này cái này 7 màu luôn, 7 màu cả nhà, ngoài một năm màu thái ra nó còn thêm 2 màu khác nữa. Càng về xin Zalo cả nhà mình là mã số 19-20 cả nhà, mã số 20, xin Zalo cả nhà mình là 400k cả nhà mình đây, 400k mã số 20 ngũ sắc ha, rồi ok. Mã số 21 cả nhà. Trời ơi, cục ghế đẹp. Quá trời. Cao nó 1m. Cũng là ngũ sắc luôn rồi. Ngang 60. Còn có là 17 nha cả nhà. Hết biết cái cục ghế đã. Thôi quá trời. Cây này cũng 7 màu luôn nha cả nhà. Mã số 21 ha. Đọt ra phơi phới nè. Bao chuẩn màu cho bà con mình luôn. Đủ màu luôn vậy vẫn cây 7 màu gì vẫn 400k bao sống bao ship toàn quốc cả nhà. Quá trời, phôi gì 400k luôn. Mã số 21 ạ. Bò tược rồi, nó quá sung rồi. Đi nè, khỏi sợ rụng bông. Khỏi sợ rụng bông. Hoa giấy nó thường hay rụng bông lắm mà. Đúng. Giao lưu mấy cây này là không có rụng bông. Vì cả nhà mình an tâm, khỏi không có một ruột bông nào hết để mà rụng. Mã số 22, mã chót hay cả nhà. Rồi, ok. Mã chót. Mã chót mã 22. Này cũng 6-7 màu nha bà con. Cao 1m2 ạ. Nó đọt cái ngàn nha. Ngàn là 70 ạ. Mình có là 16 cả nhà mình ơi. Thôi rồi, cục gửi nó quấn này đẹp chưa. Mở số 22 nha cả nhà. Một bệ đế đặc hợp. Cây mã 22, mã chót này ngủ sắc này 6-7 màu nha cả nhà. Cây này xin Zalo cả nhà mình là 450k cả nhà. 450. Rồi. Okay. Rồi. Cảm ơn cả nhà đã lắng xem hết video ha. Cả nhà hợp nhãn cái nào alo số điện thoại của nhà vườn Văn Giang em anh Lim Kim trên màn hình cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà.